chưa? Rồi đang quay rồi. Tự nhiên đó, nước tự nhiên này gọi là cái gì ta? Không khí gì đây? Nước nước nó phun ghê không? Tự nhiên này, ô hay không? Ô hay nó phun ghê không? Nó phun lâu nhỉ? Ở chỗ kỳ vậy ta? Nữa nó là suy giống như là suối nước nóng vậy ta, máy nước nóng mà nó thì phun được lên trời. Nó lại phun ra như vậy hay vậy ta? Nó giống như suối nước nóng phun lên. Quá trời. Giật mình luôn. Đấy nó vẫn phun nhỉ? Sao hay vậy ta? Nó hơi mà mình, có mình đâu có lấy nước đâu. Nó có hơi trong đấy đó. Hơi nước, chứ còn mình đâu có lấy nước đâu mà tự nhiên lại phun ra được như vậy. Nó bắn lên ghê ha. Thế đây.